Động cơ Atkinson Miller sẽ có công suất tương đương với động cơ Otto có dung tích xi lanh nhỏ hơn, nhưng bù lại thì cho hiệu suất cao hơn. Xin chào các bạn. Động cơ đốt trong được sử dụng rất rộng rãi và mục tiêu mà tất cả các nhà sản xuất hướng đến đó là tăng hiệu suất. Chính vì vấn đề tăng hiệu suất mà nhiều công nghệ được áp dụng cho động cơ, đặc biệt là trên ô tô. Ví dụ như phun xăng điện tử thay thế cho bộ chế hòa khí, trang bị siêu nạp, supercharge hoặc turbocharge thay vì nạp khí tự nhiên. Động cơ hybrid tận dụng năng lượng phanh để nạp điện cho ắc quy, v.v. là những cách thức để tăng hiệu suất của động cơ. Hay thậm chí, mấy ông sản xuất xe còn nghĩ cả tới chuyện đạp ga thay cho người lái xe để tiết kiệm nhiên liệu. Từ đó mà chế độ cruise control ra đời. Trong bài chia sẻ này, mình muốn giới thiệu tới các bạn về chu trình Atkinson-Miller áp dụng trên nhiều mẫu động cơ, mà điển hình là động cơ N20 của xe VinFast. Động cơ đốt trong truyền thống hoạt động theo chu trình Otto, trong đó hòa khí được đưa vào buồng đốt luôn phải trải qua một chu trình bao gồm nạp, nén, nổ, xả. Ta có thể quan sát đồ thị biến đổi áp suất theo thể tích của hòa khí trong một chu trình hoạt động. Từ 0 đến 1 là quá trình nạp, hòa khí được hút vào buồng đốt. Từ 1 đến 2 là quá trình nén. 2 là thời điểm buji đánh lửa. Từ 2 đến 3 là quá trình hòa khí cháy và áp suất khí tăng. Từ 3 đến 4 là quá trình nổ, giãn nở. Hòa khí sẽ đẩy piston đi xuống và sinh công. Từ 4 đến 1 và đến 0 là quá trình khí thải được đẩy ra ngoài. Trong đó chỉ có giai đoạn nổ, giãn nở của khí từ 3 đến 4 là sinh công giúp chuyển nhiệt năng thành cơ năng mà thôi. Tất cả các giai đoạn khác đều không sinh công mà còn lấy đi cơ năng của máy. Đặc biệt là giai đoạn nén hòa khí từ 1 đến 2. Hiệu suất của động cơ Otto cho đến nay dù có nhiều giải pháp về phối khí như van biến thiên thì cũng chỉ tầm 30%. Năm 1882, Atkinson đưa ra mô hình động cơ của mình với nguyên tắc tăng hiệu suất bằng cách tăng chiều dài hành trình nổ, giãn nở và giảm hành trình nén hòa khí. Hành trình nén hòa khí được rút ngắn sẽ giảm hao phí cơ năng của động cơ, còn hành trình khí cháy đẩy piston chuyển động dài hơn sẽ tăng phần nhiệt năng chuyển thành cơ năng. Để dễ hiểu, bạn có thể hình dung một viên đạn được bắn ra. Thuốc nổ được kích cháy tạo áp suất cực mạnh, gia tốc viên đạn trong nòng súng. Khi rời khỏi nòng súng, viên đạn sẽ đạt vận tốc lớn nhất và đi tiếp theo quán tính và không được thuốc nổ đẩy nữa. Nếu nòng súng dài hơn, tăng quãng đường tăng tốc của viên đạn, nó sẽ có tốc độ rời nòng lớn hơn, tức là động năng lớn hơn, nghĩa là hiệu suất chuyển nhiệt năng của thuốc súng thành cơ năng của đạn sẽ cao hơn. Tất nhiên điều này chỉ đúng trong một số điều kiện giới hạn như ma sát nhỏ, lực đẩy của khí cháy đủ mạnh với nòng súng dài, v.v. Dựa vào nguyên lý này, động cơ của Atkinson có thể đưa hiệu suất lên thêm 5-7% so với động cơ Otto. Tuy nhiên, vì sự phức tạp mà mô hình động cơ Atkinson không thể được áp dụng rộng rãi. Đến năm 1947, Miller, một kỹ sư người Mỹ, đưa ra một số giải pháp cho động cơ áp dụng nguyên lý của Atkinson. Thay vì sử dụng hệ thống trục khuỷu phức tạp, thì Miller giảm hành trình nén hòa khí bằng cách cho xu bắp nạp đóng trễ. Cụ thể, trên động cơ Otto có sử dụng trục cam biến thiên, thì xu bắp nạp có thể đóng trễ từ 5-70 độ tùy vòng tua máy. Còn Miller thì cho thời gian đóng trễ của xu bắp nạp có thể từ 60-120 độ. Điều này sẽ gây ra việc một phần hòa khí sẽ bị đẩy ngược lại đường nạp, tỷ số nén của động cơ bị giảm. Các bạn nhìn vào hai đồ thị so sánh chu trình Otto và chu trình Atkinson-Miller sẽ thấy ở chu trình Atkinson, hành trình nổ sinh công là từ 3-5, dài hơn hành trình nén từ 1-2. Còn ở chu trình Otto thì hành trình nổ là từ 3-4 và hành trình nén là từ 1-2, là bằng nhau. Như vậy là về mặt công suất thì động cơ Atkinson-Miller sẽ có công suất tương đương với động cơ Otto có dung tích xi lanh nhỏ hơn. Ở vòng tua máy thấp, hòa khí ít, áp suất nén thấp nên động cơ cho công suất rất thấp, moment tạo ra yếu. Đây là nhược điểm chính của động cơ Atkinson. Khi tua máy lên mức trung bình và cao, nhờ tốc độ luồng khí tăng nên áp suất hòa khí cũng như công suất và moment được cải thiện. Động cơ Atkinson-Miller cho công suất và moment xoắn thấp hơn động cơ Otto, nhưng bù lại thì cho hiệu suất cao hơn. Để khắc phục nhược điểm, Miller đưa ra một số giải pháp như: thứ nhất, có thể chuyển đổi chế độ hoạt động của động cơ theo chu trình Otto và Atkinson. Nhờ sự điều khiển của cam thông minh, thời điểm đóng mở của xu bắp nạp sẽ thay đổi. Ở tua máy thấp, máy hoạt động theo chu trình Atkinson để tăng hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu. Ở tua máy cao hơn, máy sẽ chuyển sang chu trình Otto để có công suất và moment lớn.
điển hình như công nghệ VVTiW của Toyota trên mẫu xe Camry 2015, có hỗ trợ chuyển đổi chu trình Atkinson ở vòng tua máy thấp và chu trình Otto ở vòng tua máy cao. Thứ hai, kết hợp động cơ Atkinson với động cơ điện. Động cơ điện sẽ bổ sung hoặc thay thế động cơ đốt trong của xe ở tốc độ thấp. Ở tốc độ cao hơn, động cơ đốt trong sẽ nạp điện lại cho ắc quy của động cơ điện. Loại xe hybrid này được sử dụng rất phổ biến, như Toyota có mẫu Prius cho thị trường Mỹ. Còn ở Việt Nam thì có xe Toyota Cross cũng hoạt động theo nguyên tắc này. Và còn nhiều mẫu xe khác mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Thứ ba, sử dụng bộ siêu nạp, supercharged hoặc turbocharged để tạo áp suất ban đầu cho khí nạp. Nhờ áp suất khí nạp cao nên động cơ Atkinson có được áp suất hòa khí khi đánh lửa cao ở tua máy thấp. Nhờ đó đảm bảo công suất và moment lớn mà hiệu suất vẫn cao. Trên động cơ Atkinson của xe VinFast thì được áp dụng theo mô hình này. Như vậy, với nguyên lý ban đầu của Atkinson và giải pháp của Müller mà hiệu suất của động cơ đốt trong có thể được cải thiện, tăng từ 5-7%. Hy vọng qua bài chia sẻ này các bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về động cơ Atkinson. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.